Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự khiêm tốn. Ý nghĩa của sự khiêm tốn là gì? Khiêm tốn là phẩm chất của người khiêm tốn. Bên ngoài bối cảnh tôn giáo, sự khiêm tốn được định nghĩa không được giải quyết, một sự giải phóng khỏi ý thức về bản thân, một hình thức ôn hòa không tự hào hoặc ngạo mạn, cũng không thích tự ti. Sự khiêm tốn là gì và tại sao nó lại quan trọng? Trên thực tế, khiêm tốn là một trong những thuộc tính quan trọng và mạnh mẽ nhất của sự phát triển, cả trong và ngoài võ đài. Khiêm tốn giúp xây dựng lòng tin và tạo điều kiện học tập, là những khía cạnh quan trọng của sự lãnh đạo và phát triển cá nhân. Những người kiến tạo của hòa bình vĩ đại đều là những người liêm chính, trung thực nhưng khiêm tốn. Những đặc điểm của khiêm tốn là gì? Những đặc tính của sự khiêm tốn lành mạnh. Họ thừa nhận rằng họ không có tất cả cùng nhau. Họ biết sự khác biệt giữa sự tự tin và niềm tự hào. Họ tìm cách gia tăng giá trị cho người khác. Họ chịu trách nhiệm về hành động của mình. Họ hiểu mặt trái của thành công. Họ tràn đầy lòng biết ơn về những gì họ có. Làm thế nào để bạn thể hiện sự khiêm tốn? Phát triển tính khiêm tốn. Thứ nhất, dành thời gian lắng nghe người khác. Thứ hai, thực hành trách nhiệm và tập trung vào hiện tại. Thứ ba, hãy biết ơn những gì bạn có. Thứ bốn, yêu cầu giúp đỡ khi bạn cần nó. Thứ năm, tìm kiếm phản hồi từ những người khác một cách thường xuyên. Thứ sáu, xem lại hành động của bạn đối với ngôn ngữ của sự kiêu hãnh. Làm thế nào để bạn bước đi trong sự khiêm nhường với Chúa? Để khiêm nhường bước đi với Chúa, chúng ta tự nhắc nhở mình là những người theo. Chúng ta không bắt đầu hoặc thiết kế theo cách, chúng ta theo nó. Chúng ta không tiếp tục lẽ lối riêng như nhà tiên tri Isaiah đã cảnh cáo chúng ta, mà chúng ta thường làm. Thay vào đó, chúng ta ăn năn và tin vào Chúa Giêsu. Sự khiêm tốn thực sự trông như thế nào? Sự khiêm tốn thực sự không phải là suy nghĩ ít hơn về bản thân, mà là suy nghĩ về bản thân mình ít hơn. Sống quá nhiều vào bản thân của mình trực tiếp mâu thuẫn với mục tiêu của sự khiêm tốn. Đó là tập trung vào thực tế và những gì thực sự tốt hơn là cái tôi. Sự khiêm tốn có thể thay đổi cuộc sống như thế nào? Như chúng ta đã thấy, sự khiêm tốn có thể ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Từ cách chúng ta sống và làm việc đến cách chúng ta suy nghĩ và cách chúng ta tương tác với mọi người. Nó có những lợi ích to lớn về sức khỏe thể chất và tinh thần nếu chúng ta chỉ chấp nhận nó như một cách sống. Và nó cũng có thể giúp chúng ta hiểu về thế giới xung quanh mình. Giá trị của sự khiêm tốn là gì? Khiêm tốn cho phép sự nhẹ nhàng khi đối mặt với thử thách. Ở mức cao nhất, khiêm tốn là một giá trị cho phép vị tha và phẩm giá cho một thế giới tốt đẹp hơn. Một người có tính khiêm tốn lắng nghe và chấp nhận người khác. Khiêm tốn là duy trì ổn định và duy trì quyền lực bên trong và không cần kiểm soát người khác ở bên ngoài. Khiêm tốn có phải là một cảm xúc không? Cả kiêu hãnh và khiêm tốn đều là trạng thái tâm lý của tâm trí. Chúng đối lập nhau, nhưng xét về mặt trái ngược nhau, định nghĩa của chúng rất giống nhau, vì chúng đều dựa trên cảm xúc hoặc cách suy nghĩ. Sự kiêu ngạo có thể được coi là một phẩm chất hoặc một lỗi tùy thuộc vào những đối thoại của bạn. Khiêm tốn trong tâm lý học là gì? Khiêm tốn thường đề cập đến cách tiếp cận cuộc sống thiếu tính vị kỷ và tích cực tìm kiếm một lối sống thấp kém, thiếu sự giàu có và giả vờ xã hội, và thường bao gồm việc phục vụ người khác. Đó là một phần của lối sống rèn luyện tính tự kiềm chế trước những biểu hiện của sự phù phiếm. Đức tính khiêm tốn là gì? Khiêm tốn được coi là một trạng thái hiện hữu, được làm nổi bật bởi hành vi và cách tiếp cận của bạn với mọi thứ. Nó cũng được coi là một trong những đức tính của thân phận con người,
cùng với lòng tốt, sự kiên nhẫn, siêng năng, bác ái, tiết lộ và khiết tịnh. Sự khiêm tốn thường cho là xảy ra khi không có lòng kiêu hãnh. Làm thế nào để tín đồ đạo Đấng Kitô phát triển tính khiêm nhường, nhìn nhận và đối xử người khác tốt hơn chính mình? Nếu bạn thấy rằng đó là khó khăn để phục vụ người khác, cầu xin Chúa giúp đỡ. Hãy nhớ rằng Đấng Christ đã khiêm nhường phục vụ tất cả mọi người, ngay cả những người có ác ý với Ngài. Hãy suy ngẫm về sự khiêm nhường của Ngài để giúp chính bạn. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.